Hôm nay tôi giới thiệu phần mềm online, tên phần mềm là Hình thức trắc nghiệm .vn phần mềm à, hỗ trợ học viên ôn tập dự tuyển công chức viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, tự học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử trên phần mềm à, môn kiến thức chung, môn tiếng Anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. Thì hôm nay tôi sẽ minh họa cái phương pháp à, học trên phần mềm Hình thức trắc nghiệm .vn thông qua học câu hỏi à, Thông tư 77 Bộ Tài chính ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2019 về các ngạch công chức chuyên ngành dự trữ. Học viên có nhu cầu à, kết nối Zalo hoặc gọi điện với thầy giáo Thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình à, 0912 595654 à 0943078123. Thì à, sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp học trên phần mềm như sau. Thì à, tôi sẽ giới thiệu sơ qua À, về cái thông tư 77 như vậy thông tư 77 này là quy định à, chức danh và mã số ngạch công chức chuyên ngành dự trữ thì sẽ có năm ngạch ngạch thứ nhất là nhân viên bảo vệ kho dự trữ thì ngạch thứ hai là thủ kho bảo quản ngạch thứ ba là kỹ thuật viên bảo quản trung cấp à, thứ tư là kỹ thuật viên bảo quản thứ năm là kỹ thuật viên à, quản à, bảo quản chính như vậy so với cái, các cái ngạch khác thì nó không có cái chữ cao cấp mà chỉ dừng đến kỹ thuật viên bảo quản chính thì chúng ta chú ý cái, cái, cái đầu đầu tiên à, có năm ngạch Thế và trình độ à, yêu cầu à, đào tạo bồi dưỡng thì trình độ đại học thì yêu cầu cái ngạch kỹ thuật viên bảo quản chính à, và đại học trở lên để kỹ thuật viên bảo quản như vậy có hai cái ngạch à, trên cùng đây là yêu cầu trình độ từ đại học trở lên. Thế còn lại có hai ngạch yêu cầu từ cao đẳng trở lên, đó là kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, thủ kho bảo quản à, từ cao đẳng trở lên thì có hai ngạch Thế còn yêu cầu chỉ cần có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì có thể à, đáp ứng được cái yêu cầu nhân viên bảo vệ à, kho dự trữ. đấy Thế thì à, thâm niên công tác từng ngạch một là bao nhiêu thì mới có thể được à, nâng ngạch thì sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp học trên phần mềm như sau Chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc à, Hoặc Google Chrome à, Trên máy tính hoặc trên điện thoại Sau đó chúng ta gõ cái hình thức trách nghiệm.vn chú ý, chú ý là đuôi viên, đuôi com sang phần mềm khác của thầy rồi Thế Sau đó là chúng ta thấy ra cái giao diện như trên màn hình à, Mục số 1, đánh chỉ số mục đây từ 1 cho đến hết một là môn kiến thức chung môn tập dự tuyển công chức mục hai là nâng ngạch công chức mục ba là tuyển công chức cấp xã mục bốn là tiếng anh mục năm là tin học vân vân à, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập giáo viên y tế đơn vị sự nghiệp công lập ở phía dưới này chúng ta kéo con trọ xuống phía dưới chúng ta tìm cần mục nào chúng ta kích chuột kích nối trái chuột vào mục đó thí dụ chúng ta cần mục số 2 chúng ta kích chuột vào mục số 2 sau đó chúng ta nhập ký danh mật khẩu và lưu ý à, mật khẩu thì bao giờ cũng phân biệt là ký tự hoa, ký tự thường và độ phức tạp của mật khẩu thì gồm ký tự hoa, ký tự thường, à, ký tự đặc biệt và các các ký tự số. Và chú ý là à, phải bảo mật cái mật khẩu của mình tại một thời điểm chỉ đăng nhập được trên một thiết bị. À, phần mềm nó thông minh nó sẽ nhận ra nếu các em cho bạn mật khẩu. Vì quản lý theo nickname Zalo à, thì các em mất quyền điều khiển phần mềm. Vì vậy À, phải bảo mật cái mật khẩu của mình à, không cho bạn. Thế còn có thể cho bạn cái video à, của thầy xem thì được. À, thế còn lại là cái mật khẩu tuyệt đối không cho bạn. Cho bạn bạn chiếm quyền đăng nhập phần mềm, cái mất quyền điều khiển. Vậy các em chú ý điều đó. Sau chọn login để đăng nhập vào phần mềm. Vào phần mềm chúng ta dành một hai phút để chúng ta đọc cái hướng dẫn sử dụng trên phần mềm. Thế sau đó bước 1 làm gì? Đây là một danh mục khá đầy đủ đây. À, rất là nhiều đấy theo lướt cho các em xem không nơi nào đầy đủ như trong phần mềm của thầy quang nhiều à, như một rừng ấy. nhưng mà chúng ta vào đây chúng ta chỉ chọn những cái mục chúng ta cần để học thôi học hết mục này đến mục khác chứ mà à, học hết được như thế này thì chưa biết bao giờ chưa hết nhiều lắm vì nó đáp ứng được cho nhiều ngành mà cho nên chúng ta chỉ chọn những cái mục mà ta cần thôi đó thí dụ như đó nhiều nhiều rất thoải mái không? tuyệt vời rất thoải mái không nơi nào đầy đủ vào đây là có hết À, Thí dụ như là chúng ta tìm đến à, Bước 1 là phải có cái file tài liệu Thí dụ hôm nay ta đang quan tâm tới cái tài liệu à, Về thông tư 77 à, Mã số ngành kế toán thuế hải quan dự trữ Thì chúng ta kích chuột mục số 7, à, 39 này à, Thế sau đó là chúng ta có kích tải về máy Sau chúng ta mở lên à, Đối với Windows thì các cái nốt điều khiển cửa sổ Nó nằm bên góc tay phải còn đối với máy MacBook thì nó lại nằm phía tay trái kích kích nó trái chuột vào dấu trừ thì nó thu nhỏ lại chúng ta lại kích nó trái chuột vào biểu tượng thì nó lại bật lên đấy chúng ta kích chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm để vừa học lý thuyết à, tiết kiệm thời cái, cái, in ra giấy nếu chúng ta in ra giấy thì chúng ta tra trên giấy thì cũng được đấy. sau đó là bước 1 chỉ thực hiện một lần thôi khi mất file chúng ta mới phải, phải thực hiện lại sau đó chúng ta mỗi lần học thì chúng ta mở file trước sau đó chúng ta đăng nhập vào phần mềm chúng ta tìm câu hỏi trắc nghiệm phía trên này thí dụ câu hỏi trắc nghiệm cho chuyên ngành dự trữ chúng ta kích chuột vào cái mục à, thông tư câu hỏi thông tư 77 này Đấy, sau đó là chúng ta sẽ tìm đến cái cái thực đơn cái thực đơn nộp mà cái thực đơn thực hiện đề thi đã chúng ta chú ý là thực hiện cái thực hiện đề thi sau đó chúng ta chọn start là bắt đầu như vậy sau khi bắt đầu vào phần mềm thì nếu thi thử thì chúng ta chọn phương án A B C D tùy để theo cái 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 từng câu hỏi. Hết thời gian làm bài thì không làm được giống như kỳ thi chính thức diễn ra à, chúng ta chỉ uh, hết thời gian làm bài thì chúng phần mềm tự kết thúc và báo số câu trả lời đúng. À, phần mềm này cũng như vậy. Thế và nếu muốn đọc bài sớm thì chúng ta vẫn nộp bài để sớm được. Thì bây giờ đang học thì chúng ta kích chuột ngay vào góc phải trên tay trái màn hình này kích chuột vào bên cái góc tay trái màn hình nhá cháu chuột đang cửa cửa này có chữ finish finish à, chúng sau đó là chúng ta kéo con trỏ xuống phía dưới chúng ta tìm đến cái uh, thực đơn nộp bài và kết thúc nộp bài và kết thúc sau khi chúng ta tìm được cái thực đơn nộp bài kết thúc thì sau đó là chúng ta đọc câu hỏi thi trắc nghiệm thì toàn bộ cái nội dung uh, nó phơi bày trên nội dung câu hỏi và các đáp án uh, của câu hỏi đó, cho nên là chúng ta không cần phải học thuộc, căn cứ vào cái tình huống đặt ra để chúng ta giải quyết câu hỏi này thì phần mềm sẽ hướng dẫn chúng ta căn cứ điều mấy. Ví dụ như là thông tư 77, cái giá trị trong ngọc kép này này, công chức chuyên môn nghiệp vụ của ngành dự trữ quốc gia giúp lãnh đạo chủ trì tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý chất lượng quản lý hàng dự trữ quốc gia định mức kinh tế kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia triển khai kỹ thuật và công nghệ bảo quản để bảo quản an toàn chất lượng hàng hóa dự trữ quốc gia à, do đơn vị quản lý là là của chức danh nào tức là cái 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 cái, cái giá trị trong một kép này nó là à, của à, kỹ thuật viên bảo quản chính kỹ thuật viên bảo quản hay là kỹ thuật viên bảo quản chính hay là kỹ thuật viên bảo quản hay là kỹ thuật viên bảo quản, viên bảo quản trung cấp thì phần mềm hướng dẫn ta đây là kỹ thuật viên bảo quản chính Như vậy cái chức trách đây là của à, cái ngạch công chức nào để dự trữ Như vậy chức trách công chức chuyên môn của ngành dự trữ quốc gia này à, Giúp lãnh đạo chủ trì tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý chất lượng này Bảo quản hàng dự trữ quốc, quốc gia Định mức kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia Triển khai kỹ thuật và công nghệ bảo quản Để bảo đảm an toàn chất lượng dự trữ quốc gia à, Do đơn vị quản lý là là cái chức trách của của ai à của chức danh nào thì căn cứ vào điều 19, chúng ta mở cái điều 19 lên. Đó, chúng ta tìm đến cái điều 19. Đó, à, chúng ta tìm đến điều 19 để chúng ta à, xem coi cái 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 này là của à, chức danh nào. Đó, chúng ta để ý ở đây là chúng ta tìm đến điều 19. Đó, cứ cứ, cứ bình tĩnh mà tìm thôi, đúng không? À, chức trách này. Đó, chức à, chức trách này. À điều 19 này, kỹ thuật viên bảo quản chính này thì chức trách khoản 1 này Đó, kỹ thuật viên bảo quản chính là công chức chuyên môn nghiệp vụ ngành dự trữ quốc gia vân vân đúng như cái nội dung uh, trong cái câu hỏi đặt ra như vậy thì đáp án đúng ở đây chính là kỹ thuật viên bảo quản chính Đó, đây là loại câu mang tính chất là chuyên uh, nôn hỏi về chức trách thì chúng ta đọc tất cả các chức trách của các chức danh để chúng ta tìm nhận diện cho nó nhanh À, nhân cái 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 giá trị nào ở đây cùng nhờ, tìm những cái cụm từ thì phần mềm hướng dẫn cho chúng ta là chúng ta nên tìm cái cụm từ của năm cái ngạch từ đó chúng ta học qua được năm ngạch rồi thì khi kỳ thi chính thức diễn ra Rơi vào cái dạng câu này cái giá trị này chúng ta nhận ra diện được diện nó là thuộc của, của chức danh nào ngay Đấy, chúng ta phải đọc cá năm cái cái chức trách của năm ngạch Bây giờ để chúng ta so sánh để chúng ta tìm xem càng ngạch cao thì chức trách càng cao mà để chúng ta nhận diện ngạch càng cao chức trách càng cao thì để chúng ta nhận diện những cái giá trị này là chức trách của ngạch nào thì cái cái phương pháp làm cái dạng câu này nó là, là 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 như vậy còn cái dạng câu tìm là nhiệm vụ của chức trách nào nhiệm vụ của uh, ngạch hay là nhiệm vụ của chức danh nào thì đây là đại diện câu 3 cho một cái giá trị trong uh, ngọc ghép tham gia tổng hợp đánh giá công tác nghiệp vụ, đề xuất xây dựng, sửa đổi bổ sung à, quy trình kỹ thuật, quy chế quản lý, à, quy trình kỹ thuật định mức kinh tế kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia là nhiệm vụ của à, chức danh nào sau đây? Phương án A là của kỹ thuật vi, à, viên bảo quản chính, rồi kỹ thuật viên bảo quản, rồi B là kỹ thuật viên bảo quản chính, C là kỹ thuật viên bảo quản, D là kỹ thuật viên bảo quản trung cấp. Hãy xem coi cái giá trị ngọc kép này là nhiệm vụ của chức trách nào thì để học cái dạng câu này thì phần mềm hướng dẫn chúng ta phải chú ý cái cụm từ trong chỗ nháy để nhận diện ra nhanh phương án nào trả lời cho loại câu này thì như vậy nó muốn nhận diện nhanh được chúng ta phải đọc tất cả các chức trách nhiệm vụ các cái nhiệm vụ các cái nhiệm vụ của từng chức danh một năm của từng chức danh một tức là có 5 chức danh chúng ta phải đọc tất cả các nhiệm vụ của từng chức danh thì sau đó chúng ta sẽ tìm ra được cái giá trị à, của trong một kép này là thuộc vào cái giá trị eh, của chức danh nào. Đó, là vì eh, chức danh càng cao thì nhiệm vụ nó phải thể hiện được cái trình độ cao hơn mà. Đấy để chúng ta tìm ra cái cụm từ uh, để chúng ta nhận diện. Đó, thì cái kinh nghiệm làm cái câu hỏi này thì chúng ta không cần phải thuộc mà chúng ta đọc tất cả các nhiệm vụ của tất cả các chức trách. Sau đó chúng ta so sánh eh, các cái cụm từ Đại diện cho uh, cái từng chức danh Để chúng ta nhận diện Như vậy căn cứ điều 19 Thì cái nhận diện cái nhiệm vụ này Là của kỹ thuật viên bảo quản chính à, Chúng ta lại kích chuột lên à, Để chúng ta thấy à, Đây là nhiệm vụ này đó Thì chúng ta để ý là điểm B Tham gia tổng hợp đánh giá công tác nhiệm vụ Đề xuất xây dựng sửa đổi Bổ sung quy trình kỹ thuật uh, Quy trình chế biến kích trải, Quy trình uh, quy, uh, quy chế quản lý quy trình kỹ thuật định mức kinh tế kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia đó thì cái giá trị này là điểm B của khoản 2, tức là thuộc vào nhiệm vụ của anh à, chức danh à, kỹ thuật viên bảo quản chính thì cái phương pháp làm dạng câu này để tìm ra được cái cụm từ uh, tương ứng với chức trách của nhiệm vụ của uh, cái 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 ngạch đó thì chúng ta phải đọc hết tất cả uh, các cái nhiệm vụ này rồi sau đó chúng ta tìm ra các cái cụm từ để chúng ta nhận diện ra đâu là nhiệm vụ của à, chức danh bảo quản chính hay là chức danh bảo quản hay là à, kỹ thuật viên bảo quản hay là kỹ thuật viên bảo quản chính hay là kỹ thuật viên bảo quản trung cấp vân vân cái kinh nghiệm làm dạng cái dạng câu này chúng ta phải chú ý cái phương pháp nhận diện đấy nhận diện các cái giá trị nằm trong một kép này Đó, muốn thế thì chúng ta phải đọc cả à, à, tương tự như thế chúng ta có thể tìm đến các dạng câu khác à, thí dụ như là À, câu 11 này thông tư này quy định mã số tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch các ngành ngạc công chức nào thì phương án A là kế toán này, thuế này, hải quan này, dự trữ này thì như vậy đây là bốn giá trị, một phương án mà có bốn giá trị thì tất cả các giá trị đều đúng thì gọi là phương án đúng, có ít nhất một giá trị sai thì gọi là phương án sai. À, đây là một bộ các giá trị nhưng không phân biệt thứ tự. Thì phần mềm hướng dẫn ta là căn cứ điều 1 thì đây là một tình huống đặt ra để giải quyết câu hỏi này phải căn cứ điều 1 thì chúng ta kích chuột vào file chúng ta tìm đến điều 1 đó, chúng ta cái lại tìm đến điều 1 đó, thì cứ như thế là chúng ta sẽ nắm được thôi thì điều 1 phạm vi điều chỉnh này thì thông tư này quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngành công chức chuyên ngành kế toán là một thuế là hai hải quan là ba dự trữ là bốn đó, như vậy là bốn à, bốn ngành ngành kế toán, ngành thuế, ngành hải quan, ngành dự trữ. Thế thì chúng ta thấy phương án A, ngành kế toán, ngành thuế, ngành hải quan, ngành dự trữ, bốn giá trị đều đúng cho nên nó là phương án đúng. Còn phương án B vì sao lại sai? Kế toán thì đúng này, thuế thì đúng này, tài chính thì không đúng này, dự trữ này. Có một giá trị sai thì nó gọi là phương án sai. Phương án C, kế toán đúng này, thuế đúng này, văn thư không đúng này, dự trữ đúng này. Có một giá trị văn thư không đúng cho nên phương án C bị loại trừ phương án D kế toán đúng này thuế đúng hải quan đúng này hành chính này thì phương án hành chính này không có cho nên giá trị hành chính nằm trong phương án D bị loại trừ cho nên phương án D bị loại trừ đấy cái phương pháp học như vậy phần mềm đã hướng dẫn căn cứ điều 1 phương án đúng là gì phương án sai là gì thì như vậy phương án đúng là tất cả các giá trị trong một phương án đều phải đúng phương án sai là có ít nhất một giá trị trong phương án là sai thì đáp án đúng thể hiện trên nền vàng đó, các em chú ý cái phương pháp học trên phần mềm thì rất là rút ngắn được cái thời gian chúng ta đọc lý thuyết thì nó lại trôi tuột nó không nhớ được. Đó, nhưng mà chúng ta lại à, thông qua tình huống đặt ra của câu hỏi trắc nghiệm thì chúng ta giải quyết được câu được câu được câu hỏi thì chúng ta căn cứ vào à, lý thuyết. Thí dụ như là câu 17 này, xác định phương án sai về mã số ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia. Thì xác định phương án sai thì ở đây có A, B, C, D thì có bốn phương án thì có một phương án là sai còn ba phương án là đúng thì chúng ta đang học là mã số ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia thì chúng ta hãy chỉ ra được ba phương án đúng thì sau đó loại trừ ra là phương án sai câu hỏi này có thể thay thế bằng câu hỏi là phương án nào sau đây không phải là mã ngạch không phải là mã số ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia thay cái chữ sai này bằng cái phương án nào sau đây không phải là mã số ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia đấy sai có nghĩa là như vậy đúng có nghĩa là à, là ở đây là bốn phương án sẽ có ba cái đúng và một cái sai thì chúng ta kích chuột vào file để chúng ta tìm đến điều 3 thì tìm đến điều 3 đây tìm đến ngạch dự trữ đó thì khoảng 4 thì chúng ta thấy khoảng 4 đây điều 3 chức danh mã số ngành công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia bao gồm phương Ngăn A là kỹ thuật viên bảo quản chính tương ứng với mã số 19 220 như vậy xuất phát từ quân số đầu tiên là 220 và chỉ trị số đầu tiên là số 19 đến dấu chấm chúng ta chú ý cách nhau dấu chấm kỹ thuật viên bảo quản là cũng là 19 221 rồi kỹ thuật viên bảo quản Trung cấp là 19 hai à, thủ kho bảo quản là 19.223 à, nhân viên bảo vệ kho dự trữ 19.224 như vậy là cái số 19 đầu tiên đều đúng à, đều thông đều giống nhau ba số sau là 220 221 222 23 24 là cái số thứ tự liền nhau tăng dần chúng ta nhớ cái mốc đầu tiên là 220 như vậy chúng ta căn cứ vào đây thì chúng ta thấy là 10 đều là con số 19 hết này thì là chúng ta thấy điều 19 hết. 221 thì đúng này, 222 là đúng này, 220 là đúng này. Như vậy suy ra phương án còn lại là 225 là không đúng. Cho nên suy ra phương án D là không phải phương án này không phải là mã số ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia. Hay chúng ta xác định câu trả lời này chính là phương án D 19.225 là phương án sai về mã số ngạch công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia. Đấy, cái phương pháp làm là nó, nó là như vậy. Thế thì câu 18 lại tương tự là xác định phương án đúng về mã số ngạch công chức chuyên ngành dịch trữ quốc gia. Thì phần mềm hướng dẫn căn cứ điều 3. Thì như vậy là đúng thì có một giá trị đúng, còn ba giá trị là sai. Thì như vậy chúng ta liếc nhìn đi nhanh. Thì con thì chúng ta để ý ở đây là con số 19 đều đúng hết và kết thúc là 224. Đấy, thì chúng ta để ý là kết thúc là 224 đây. Thì 19.224 thì là giá trị đúng Còn 227 là đã vượt qua cái giá trị 224 rồi 225 là vượt qua rồi 226 vượt qua rồi Cho nên phương án A 19.227 là không phải uh, mã số ngạch uh, công chức chuyên ngành dịch vụ quốc gia A, B cũng như vậy C cũng như vậy Chỉ có phương án đúng là 19.224 Căn cứ điều 3 Đáp án đúng là 19 .224. Thì dạng câu này là xác định phương án đúng thì trong bốn giá trị thì có một giá trị đúng còn ba giá trị là sai Đấy, cái phương pháp làm loại câu này là à, nó như vậy hay là câu 19 à, xác định phương án đúng về chức danh ngạch à, công chức chuyên ngành dịch vụ quốc gia thì như vậy chúng ta để ý có a b c d thì mỗi một phương án lại rơi vào cái dạng câu có bốn giá trị hoặc năm giá trị năm giá trị đều đúng thì nó là phương án đúng và có ít nhất một giá trị sai thì nó là phương án sai Đó, à, thì căn cứ điều 3 Thì chúng ta bật điều 3 lên À, chúng ta lại đọc Đây có 5 giá trị À, thì phương án đúng là có 5 giá trị đều đúng Đấy, Thí dụ phương án A Kỹ thuật viên bảo quản chính là đúng này Kỹ thuật viên bảo quản là đúng này Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp là đúng này Thủ kho bảo quản đúng này Nhân viên bảo vệ kho đúng này Như vậy phương án A là có 5 giá trị đều đúng Thì nó chính là à, lựa chọn trả lời câu hỏi này Phương án B Kỹ thuật bảo quản chính này À, kỹ thuật và uh, vin bảo quản đúng này, kỹ thuật vin bảo quản trung cấp đúng này, thủ kho bảo quản này, à, thủ kho bảo quản này, à, nhân viên uh, bảo quản này. Đấy, chúng ta để ý đây cũng có năm giá trị kỹ thuật chính này, à, kỹ thuật bảo quản này, à, kỹ thuật uh, bảo quản trung cấp này, thủ kho uh, thủ kho bảo quản này, nhân viên uh, bảo quản này. Thì ở đây có thấy là nhân viên bảo quản là không đúng nó phải là nhân viên bảo vệ kho dự trữ thì phương án B có một giá trị nhân viên bảo quản là sai so với quy định của điều 3. À, điều 3 là nhân à, chức là là nhân viên bảo vệ kho dự trữ. À, nhân viên bảo vệ kho dự trữ. Thì ở đây nó là nhân viên bảo quản là không đúng. Cho nên phương án B bị loại trừ. À, chúng ta cứ duyệt cái từng giá trị một. Phương án C kỹ thuật viên bảo quản chính này kỹ thuật viên bảo quản đúng này kỹ thuật viên bảo quản trung cấp đúng này, kỹ thuật viên bảo quản trung, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, à, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, nhân viên bảo vệ eh, kho dự trữ, thì như vậy là kỹ thuật viên bảo quản trung cấp này, à, kỹ thuật viên bảo quản à, trung cấp, à, rồi uh, nhân viên eh, bảo vệ kho, thì phương án này eh, có 5 giá trị nhưng mà lại có một cái giá trị lặp lại. Đấy, thì coi như ta xem cũng là phương án đúng, nhưng mà nó chưa đầy đủ, thì nó phải nằm kỹ thuật viên bảo quản trung cấp mà, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp. Đó, thì như vậy là à, nó cũng bao gồm, nằm trong phương án đúng, tức là phương án A, nó bao trùm cả phương án C. Đấy, phương án C. Đấy, phương án D, kỹ thuật viên bảo quản cao cấp này, kỹ thuật viên bảo quản chính này, kỹ thuật viên bảo quản này, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp này thủ kho bảo quản này thủ kho bảo bảo quản này đó thì như vậy chúng ta kích chuột lên chúng ta xem cái thủ kho bảo quản cũng đúng này à, thủ kho bảo quản này đó thế còn lại cái giá trị kỹ thuật vin bảo quản cao cấp là không đúng cho anh phương án D bị loại trừ à, phương án A và phương án C Để. thì phương án A nó bao trùm phương án C cho nên phương án A sẽ là phương án lựa chọn trả lời câu hỏi này À, đấy, chúng ta chú ý cái phương pháp làm là như thế. Hay là câu 20, xác định phương án sai về chức danh ngạch công chức chuyên ngành dịch trữ quốc gia. Thì phương án A là kỹ thuật viên bảo quản cao cấp, phương án B là kỹ thuật viên bảo quản trung cấp, phương án C là kỹ thuật viên bảo quản hình bảo quản chính, phương án D là kỹ thuật viên bảo quản thì căn cứ điều 13. À, căn cứ điều 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 3 này chúng ta để ý là căn cứ điều 3 thì xem quay phương án nào là phương án sai, phương án sai tức là phương án mà à, nó không đúng như trong thông tư à, và à, nó không có trong thông tư và phương án đúng là phương án nó có trong nó đúng như nội dung trong thông tư thì chúng ta để ý là à, căn cứ điều ba chúng ta mở điều ba lên thì nó không có kỹ thuật viên bảo quản cao cấp, Đấy cho nên ở đây phương án là kỹ thuật viên bảo quản cao cấp là phương án sai. Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp là đúng. Kỹ thuật viên bảo quản chính là đúng. Kỹ thuật viên bảo quản là đúng. Như vậy có 3 phương án đúng là BCG. Phương án sai là phương án A. Kỹ thuật viên bảo quản cao cấp. Như vậy không có từ cao cấp như các ngạch khác. Các em chú ý điều đó. Đấy. Thì như vậy là chúng ta có thể lướt để đi tìm các cái dạng câu. Rất là nhiều các cái câu mà chúng ta có thể là À, mang tính chất phân loại học viên à, Kỳ thi mà Đó. À, Phải phân loại được Đến đây chúng ta muốn làm tiếp Thì đây next Next à, page là trang phía sau Đó. Đó, Chúng ta kéo xuống phía dưới rất, rất rất nhiều giáo giải thích đại diện Vài câu Đó, Ví dụ như cái câu là à, 37 Là tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng này Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên Với chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với vị trí việc làm là tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng đối với chức danh công chức chuyên ngành dự trữ quốc gia nào. phương án A là kỹ, thuật, kỹ thuật viên bảo quản chính này, rồi kỹ thuật viên bảo quản này, kỹ thuật viên bảo quản trung cấp này, rồi phương án B kỹ thuật viên bảo quản này, phương án C kỹ thuật viên bảo quản chính này, kỹ thuật viên bảo quản này, phương án D là kỹ thuật viên bảo quản chính. thì căn cứ điều 19 và điều 20 khoản 4 thì đáp án đúng là kỹ thuật viên bảo quản chính và kỹ thuật viên bảo quản là hai cái chức danh này yêu cầu có trình độ đại học nhưng mà đại học phải chuyên ngành kỹ thuật à, phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm và chú ý kỹ thuật thì có nhiều kỹ thuật nhưng mà kỹ thuật phải phù hợp với vị trí việc làm à, cái cụm từ này rất chính xác thì chúng ta kích chuột lên chúng ta tìm đến cái điều 19 đó à, chúng ta đọc vào cái điều 19 đó. chúng ta tìm con à, di chuyển con trọ xuống chúng ta tìm điều 19 đó à, tìm đến cái mục tiêu chuẩn chức danh à, nghiệp vụ đó. À, chúng ta để ý đó đây điều điều chín này đó. điều chín chúng ta tìm xuống à, phía dưới là chúng ta tìm đến điều 19 chín đây điều 19 này thì có bằng đây chúng ta đọc từng từng cái soi một đây là điều 19 này, à, kỹ thuật viên bảo quản chính này, khoản 1 là chức trách, khoản 2 là nhiệm vụ này, khoản 3 là các cái tiêu chuẩn à, về, đấy, khoản 4 đây rồi, là tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Chúng ta chú ý chuyên ngành kỹ thuật nhưng mà phải phù hợp với vị trí việc làm. thế là tương tự như vậy, chúng ta đọc cái điều 20 mươi Điều 20 là kỹ thuật viên bảo quản thì chúng ta cũng tìm đến khoản 4 thì khoản 4 nói rằng có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. Thì như vậy yêu cầu về đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm là yêu cầu hai cái chức danh là chức danh là kỹ thuật bảo quản chính, kỹ thuật bảo quản. Còn các cái khác thì chỉ yêu cầu cao đẳng À, và riêng cái ngạch là thủ, thủ, là cái ngạch cuối cùng đấy à, Là chúng ta thấy là cái ngạch à, chỉ cần yêu cầu à, trung học, à, tốt nghiệp trung học phổ thông đấy, Các em à, còn thâm niên công tác hoặc đề tài Đối với để muốn lên à, cái ngạch à, cao nhất Đó là cái ngạch kỹ thuật viên bảo quản chính Thì à, chúng ta phải chú ý cái câu 38 này Là trong thời gian giữ ngạch kỹ thuật viên bảo quản này Đã chủ trì hoặc tham gia chúng chúng ta chú ý cái chủ trì cái chủ trì và hoặc là tham gia. Tham gia tức là mình chỉ là cái cái người tham gia có người khác chủ trì xây dựng ít nhất một văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp nào ở trong cái lĩnh vực tài tài chính, dự trữ nhà nước đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu thì phương án đúng đây là cấp bộ cấp ngành cấp tỉnh cấp huyện cái này cho phép đến cấp huyện thì căn cứ khoản 4 điều 19 thì chúng ta chú ý các cái chữ in đậm là chủ trì này để rồi tham gia Đó, chúng ta kích chuột chúng ta tìm đến cái điều 19 Đó, để chúng ta thấy rằng là cái tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng Đó, thì chúng ta để ý ở đây là à, khoảng năm này trong thời gian giữ ngạch kỹ thuật viên báo quản này đã chủ trì này À, chúng ta phải để ý đã chủ trì hoặc tham gia này à, tham gia tức là cũng có à, mình chỉ là có cái tên người khác chủ trì thôi thì nó nhẹ nhàng còn mình đứng mũi chịu xào thì mình chủ trì à, xây dựng ít nhất một văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài đề án dự án chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ cấp ngành hoặc là cấp tỉnh cấp huyện nhưng mà phải yêu cầu trong cái lĩnh vực tài chính à, dự trữ nhà nước Chứ còn các cái đề tài dự án khác mà không thuộc lĩnh vực này thì nó lại không đúng với à, thông tư. Thì các em chú ý là nó phải là phải chọn đúng đề tài, à, đúng lĩnh vực, đấy và đúng cấp. Ví dụ như cấp bộ thì cao rồi, thì cấp ngành, à, cấp tỉnh, cấp huyện. À, thì về lĩnh vực thì chú ý tài chính, dự trữ nhà nước thì một hai cái lĩnh vực này thì mới được chấp nhận. Đó, thì mới thỏa mãn cái điểm A khoảng 5 điều 19 À, về thành tích khoa học thì đây là cái điều kiện mà để chúng ta có thể đủ điều kiện để thi lên cái ngạch eh, cao hơn đó là cái ngạch kỹ thuật viên bảo quản chính thì chúng ta muốn thi lên ngạch là kỹ thuật viên bảo quản chính chúng ta ở cái cái thời gian giữ ngạch kỹ thuật viên bảo quản à, thì chúng ta phải chủ trì hoặc là tham gia eh, có thành tích khoa học như tại điểm A để đủ điều kiện eh, thi nâng ngạch lên kỹ thuật viên bảo quản chính, đó, các em chú ý đây là cái điều thêm cái thành tích khoa học. thì các ngành khác không yêu cầu về thành tích khoa học, riêng cái ngành cái ngạch kỹ thuật viên bảo quản chính thì yêu cầu chúng ta phải có thành tích khoa học như tôi vừa trình bày ở trên, đó, các em chú ý thế. ngoài cái việc văn bằng chứng chỉ chúng ta đủ, thì chúng ta còn phải có cái thành tích khoa học và cái thâm niên giữ ngạch nữa. đó chúng ta để ý là có thâm niên uh, giữ ngạch à, từ đủ 9 năm trở lên Đấy, Căn cứ và điểm B này là có kinh nghiệm lĩnh vực hành chính công hoặc trong hoạt động lãnh đạo quản lý công tác dự trữ công tác dự thi nâng ngạch kỹ thuật viên bảo quản chính Đấy, phải đang giữ ngạch kỹ thuật viên bảo quản à, và có thời gian giữ ngạch kỹ thuật viên bảo quản à, là à, tương đương hoặc là tương đương từ đủ 9 năm trở lên Đấy, như vậy chúng ta muốn từ cái ngạch, à, từ cái 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 ngạch mà chúng ta đang giữ đó là ngạch à, bảo quản, chẳng hạn, à, thì chúng ta phải có kinh nghiệm, à, rồi chúng ta phải giữ có thời gian giữ ngạch kỹ thuật viên bảo quản là từ 9 năm trở lên, đó, thì thâm niên từ 9 năm trở lên, để đó là một cái điều kiện về thâm niên, điều kiện về khoa học, rồi điều kiện bằng cấp, đó thì như vậy chúng ta chú ý để chúng ta muốn dự thi nâng lên ngạch cao nhất đó là ngạch kỹ thuật viên chính thì chúng ta phải ở cái ngạch à, à, từ đủ 9 năm trở lên đối với ngạch kỹ thuật viên bảo quản à, giữ 9, 9 năm sau đó chúng ta phải có cái, có cái thành tích khoa học à, như tôi đã trình bày chủ trì tham gia này đó, đó là thành tích khoa học thế rồi chúng ta phải có cái bằng tốt nghiệp đại học À, đương nhiên là có rồi đúng không? Đó. Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành, rồi chúng ta phải có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kỹ thuật viên bảo quản chính. thì cái chứng chỉ này người ta gọi là chứng chỉ ngạch. thì đối với tất cả các ngạch đều phải yêu cầu có chứng chỉ này. Ngạch nào thì có chứng chỉ tương ứng với ngạch đó. thí dụ như là ở cái ngạch kỹ thuật viên bảo quản thì chúng ta phải có cái chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kỹ thuật viên bảo quản. Còn muốn lên ngạch kỹ thuật viên bảo quản chính thì chúng ta phải có cái chứng chỉ chương trình bồi dưỡng kỹ thuật viên bảo quản chính. Như vậy cái điểm B này thì bắt buộc ngạch nào cũng phải có cái chứng chỉ. Còn cái trình độ đại học hay cao đẳng này tương ứng với ngạch thì tôi đã trình bày rồi. Còn riêng cái ngạch bảo quản chính thì có yêu cầu thêm về cái thành tích khoa học. Có mỗi ngạch này yêu cầu thôi. các em chú ý điều đó thì như vậy cái cái khoa học ở đây là cấp bộ hành, cấp ngành cấp tỉnh là phương án đúng à, tương tự như thế các ngạch còn lại thì chúng ta vào phần mềm để ôn luyện để, học câu hỏi thì sau đây tôi sẽ kết thúc cái bài giảng ở đây à, muốn học cái mục khác chúng ta kích chuột vào mục số 1 đây này bây giờ muốn kết thúc phim làm việc với phần mềm thì chúng ta phải kích chuột vào góc phải trên cùng của màn hình như này đây cửa sổ mà chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình À, góc phải trên cùng đây để xuất hiện chữ thoát, kích chuột vào chữ thoát để chúng ta thoát ra khỏi phần mềm để chúng ta bảo mật cái mật khẩu của mình à, chúng ta tắt cửa sổ thì như vậy là à, cái phương pháp vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết trên phần mềm là nó như vậy nè thông qua câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta học lý thuyết thì rút ngắn được thời gian và nó sâu sắc thì học lần thứ nhất học lần thứ hai để chúng ta học lần thứ ba có thể tiến hành thi thử tiết kiệm được thời gian thì đây là cái kinh nghiệm dạy nhiều năm ở trường đại học. Thì giáo đưa ra cái kinh nghiệm, phương pháp học như vậy là chúng ta nắm rất tốt. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học viên, thì phần mềm đã hỗ trợ rất là tích cực hệ thống câu hỏi mang tính chất phân loại học viên. Vì kỳ thi mà, phải làm được câu hỏi phân loại và phải phân loại được học viên. Xếp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Và chúng ta phải qua được cái vòng 1. Môn kiến thức chung 60 câu 60 phút, chúng ta phải làm được 30 câu trở lên. Thì môn tiếng Anh thì chúng ta phải làm được 15 câu trên 30 câu trở lên. môn tin học nếu phải thi cũng phải làm được 15 câu trên 30 câu trở lên. Có một môn bị rớt là chúng ta không có cơ hội để thi vòng 2. cạnh tranh nhau bằng kiến thức rất lành mạnh. Vì vậy chúng ta phải nỗ lực cố gắng để chuẩn bị kiến thức cho tốt để cạnh tranh nhau bằng kiến thức. để Thi xong mấy chấm điểm luôn, rất là khách quan, công bằng. À, như vậy là tôi đã trình bày xong cái phương pháp thì các em xem video có thể hay và bổ ích nếu chưa chọn nút đăng ký trên YouTube thì hôm nay hãy chạm tay vào nút à, nút đăng ký chữ màu đỏ đấy thì, thì nó chuyển thành cái trạng thái đã đăng ký thì làm như vậy các em được cái lợi ích gì lợi ích thứ nhất được xem video bài giảng theo từng mục rồi lợi ích thứ hai là có video bài giảng mới các em nhận được sớm nhất đấy thì như vậy là các em nên chọn sau khi các em có nhu cầu các em kết nối zalo hoặc điện thoại cho thầy theo một trong hai số trên màn hình đây sau đó là thầy sẽ gửi cho cái tin nhắn Một cái đường link kênh video của thầy các em chạm tay vào kênh video của thầy có cái ảnh của thầy này sau các em sẽ chọn danh sách phát thì trong danh sách phát chúng ta chọn video theo từng tài liệu chúng ta nghe xong video thì chúng ta đăng nhập phần mềm để chúng ta học câu hỏi trắc nghiệm cho từng tài liệu một học hết tài liệu này đến tài liệu khác À, chúng ta cứ làm đi làm lại vài lần vì hệ thống câu hỏi mang tính chất học để mục tiêu học là làm thế nào à, để kỳ thi chính thức diễn ra thì ra đề cứu gì ta cũng làm được thì đối với là cái cái mục đích của học này phần mềm đáp ứng được cái mục đích đó chúng ta không cần phải chạy sâu đi tìm câu hỏi trắc nghiệm để học quá nhiều à, mà cũng không giải quyết được à, nếu mà khác cái dạng đã học rồi thì lại không làm được vì vậy là làm thế nào để ra đề kiểu gì tôi cũng làm được Thì mình phải có phương pháp học à, Như tôi trình bày ở trên Thì phần mềm sẽ phủ hết tất cả các câu hỏi Trong cái từng tài liệu một Nó không phải học tố, không phải học, học lệnh à, Chúng ta cứ bám sát vào cái đề cương yêu cầu à, Để chúng ta học à, Chọn từng tài liệu một để học à, chúng, à, Chúc các em thành công